giới thiệu tới khách hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2016. Dulux Professional tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm sơn và chất phủ chuyên biệt dành riêng cho thị trường dự án với 64 sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cùng với sự kiện tung hàng, Dulux Professional đã tổ chức hơn 200 buổi gặp gỡ và nhiều chuyến đi thăm nhà máy để giới thiệu sản phẩm mới chi tiết hơn tới từng khách hàng. Mục tiêu chính của Dulux Professional là đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Từ đó, khách hàng xây dựng nên những công trình mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của Việt Nam. Trong năm 2016, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp sơn cho nhiều dự án. Chung cư Imperial Garden Hà Nội, Liberty Central Nha Trang, Mia Residences Nha Trang, khách sạn Paracel Đà Nẵng, Đông Phương Palace Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh, khu khám bệnh Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, JW Marriott Phú Quốc, Blue Sapphire Resort Vũng Tàu. Với phương châm không ngừng nghiên cứu, đầu tư và phát triển sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn, chúng tôi đã có những cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng đối với Dulux Professional. Sau đây là một số cảm nhận của khách hàng dành cho Dulux Professional. Giới thiệu dòng sản phẩm sơn cho dự án là dòng Professional thì mình thấy rất là hài lòng. Bên hãng nhà cung cấp đã hệ thống hóa, hệ thống sơn rất là rõ ràng, bài bản, chuyên nghiệp. Còn về dịch vụ thì các bạn đã cung cấp và hỗ trợ các sản phẩm mẫu cũng như là tư vấn các cái dòng mới, dòng đặc biệt cho chủ đầu tư và cho các kiến trúc sư của dự án. Dulux Professional đã cung cấp cho chúng tôi những giải pháp rất tốt ngay từ những khâu làm thiết kế sáng tạo ban đầu đến khi những khâu triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật và cũng như khi công trình đã bắt đầu đưa vào thi công xây dựng. Chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều những sự tư vấn, những sự hỗ trợ và những cái giá trị để đem đến cho sản phẩm được tối ưu hơn. Đây là điều mà chúng tôi rất là hài lòng khi hợp tác với Dulux Professional. Với việc cung cấp và thi công các cái sản phẩm Dulux Professional, một cái thương hiệu sơn trang trí uy tín đứng ở top đầu trên thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam, đã giúp cá nhân tôi cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng nhà đẹp cùng đội ngũ thi công sơn của đơn vị chúng tôi có sự an tâm lớn trong cái quá trình thi công và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Thứ hai, thương hiệu Dulux Professional với nhiều hệ sản phẩm phong phú và đa dạng cho cả nội thất và ngoại thất đã rất hữu ích trong việc đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu ngày một cao của chủ đầu tư cũng như nhà thầu. Với chất lượng ổn định và đã được chứng minh ở nhiều dự án trong suốt thời gian dài tại Việt Nam cũng như là trên thế giới thì sẽ là một cái điểm cộng trong cái quá trình tư vấn cho khách hàng, đồng thời cũng giúp nhà thầu giảm chi phí trong quá trình thi công. Với những cái tính chất công việc và dịch vụ tốt từ Dulux Professional, chúng tôi chắc chắn đã và đang cũng như là sẽ giới thiệu cho các đồng nghiệp của mình cũng như các khách hàng của mình, đặc biệt hướng đến những sự tư vấn, những cái nỗ lực cụ thể để đem đến những cái giá trị trong tương lai giúp cho các cái cộng đồng chưa được sử dụng hoặc là chưa có nhiều thông tin, các bạn, các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ sử dụng tiếp hơn những cái sản phẩm này. Đặt phát triển xanh và bền vững là tiêu chí hàng đầu trong tất cả hoạt động của mình. Dulux Professional không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm mà còn khuyến khích khách hàng hướng đến sự đầu tư, thiết kế và xây dựng các dự án xanh thông qua các hoạt động truyền thông về kiến thức công trình xanh như việc đồng hành cùng với Câu lạc bộ Kiến trúc Xanh Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Kiến trúc A+G, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC trong các hội thảo xanh, các buổi chuyên đề xanh và các khóa đào tạo. Hội thảo Kiến trúc Xanh lần 10, Xanh hóa Việt Nam. Chuyên đề Kiến trúc Xanh lần 7. Hội thảo Kiến trúc Xanh lần 11, Công nghệ Xanh. Hội thảo quốc tế Kiến trúc Xanh hướng tới cộng đồng bền vững. Hội thảo Kiến trúc Xanh lần 12, Chung cư Xanh. Khóa đào tạo chuyên đề xanh tại Đà Nẵng.
cả những bước đi, dấu ấn và sự thành công ban đầu của Dulux Professional trong suốt một năm qua là nhờ sự hỗ trợ tận tình và hợp tác chặt chẽ của các quý vị khách hàng. Chúng tôi chân thành cảm ơn vào sự đồng hành của quý vị dành cho Dulux Professional và tin tưởng vào sự hợp tác thành công của chúng ta trong thời gian sắp tới.